áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện áp, tải ngay áp về danh. Xin chào các con, chào mừng các con đến với khóa học .vietjack.com. Đến với bài giảng ngày hôm nay thì cô trò mình sẽ cùng nhau luyện tập lại hai dạng bài mà chúng ta đã được học trong những buổi học trước. Cụ thể, ở đây chúng ta sẽ luyện tập lại cách nhân một số đo thời gian với một số và cách chia số đo thời gian cho một số. Nào, bây giờ hãy cùng cô vào bài luyện tập số 10 nhé. Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập dạng thứ nhất, đó là dạng tính. Cùng cô đọc nào. Bài 1, tính. Ở đây cô có 4 ý đúng không nào? Các con cùng quan sát lên màn hình ạ. Bây giờ chúng ta cùng suy nghĩ và dừng màn hình lại, làm bài tập 1 ra vở. Sau đó hãy xem phần hướng dẫn và bài giải của cô để biết được bài làm của mình đúng hay sai nhé. Nào, bây giờ hãy cùng cô đi làm nào. Trước tiên là ý A. Với ý A đây là dạng gì ạ? À, đây chính là dạng nhân số đo thời gian với một số đúng không nào? Vậy thì chúng ta nên làm gì nhỉ? Chính xác rồi đấy. Đầu tiên chúng ta nên đặt tính. 6 giờ 18 phút. Nhân 5. Tiếp theo chúng ta thực hiện tính đúng không nào? Đối với phép nhân số đo thời gian với một số thì chúng ta thực hiện tính tương tự như nhân các số tự nhiên thế ạ. Chúng ta nên tính theo thứ tự từ phải sang trái. Các con lưu ý nhé. Cùng nhân với cô nào. 5 x với 18. 5 x 8 bằng 40. Viết không như 4 này. 5 x 1 bằng 5. Thêm 4 là 9. Viết 9 ạ. Nhớ cho cô ở đây là đơn vị thời gian chúng ta viết xuống. Ở đây là 90 phút đúng không nào? Tiếp theo nào. 5 x 6 bằng bao nhiêu ạ? 5 x 6 bằng 30. Vậy 5 x 6 giờ sẽ bằng 30 giờ. Đến đây quan sát kết quả. Các con có nhận thấy điều gì không ạ? À, chúng ta nhận thấy này. Ở đây chúng ta có hai đơn vị đo, đấy là đơn vị giờ và đơn vị phút. Mà chúng ta đã biết 1 giờ bằng 60 phút. 90 phút lớn hơn 60 phút, vì thế chúng ta cần làm gì ạ? Chính xác rồi đấy, chúng ta cần tách đúng không nào? Tách 90 phút về dạng có đơn vị là gì ạ? À, chúng ta tách 90 phút này. Thực chất 90 phút chính bằng bao nhiêu ạ? Bao nhiêu phút ạ? Cộng với bao nhiêu phút ạ? Chính là 60 phút cộng với 30 phút đúng không nào? Mà 60 phút chính là 1 giờ đấy. Vậy thì 90 phút chính là 1 giờ 30 phút. Vậy đây chúng ta có 90 phút sẽ bằng 1 giờ 30 phút. Ồ, đến đây chúng ta làm gì tiếp ạ? À, chúng ta gộp đúng không nào? Gộp cái gì ạ? Ở đây chúng ta có 1 giờ. Chúng ta gộp vào đây ạ. Đúng không nào? Vậy là 30 giờ thêm 1 giờ là bao nhiêu giờ ạ? Chính là 31 giờ ạ. Và ở hàng phút thì sẽ là còn gì ạ? Sẽ còn là 30 phút thì đúng không nào? Vậy là chúng ta có điều gì ạ? Vậy này, 6 giờ 18 phút nhân với 5 sẽ bằng 31 giờ 30 phút. Quá là dễ đúng không nào? Vậy là đến đây chúng ta làm xong được ý A rồi đấy ạ. Tiếp tục hãy cùng cô làm sang ý B nhé. Với ý B thì sao ạ? Đây là dạng gì ạ? Cũng là dạng phép nhân số đo thời gian với một số đúng không nào? Bây giờ cô trò mình cùng làm tiếp ý B nhé. Ý B đây cũng là dạng nhân số đo thời gian với một số đúng không nào? Vậy thì việc đầu tiên của cô trò mình sẽ là cùng nhau đi đặt tính. 5 giờ 20 phút. Nhân với 3. Chúng ta cũng thực hiện tính nào.
Lưu ý nhé, chúng ta nên nhân theo thứ tự từ phải sang trái. 3 nhân với 20 phút bằng bao nhiêu phút ạ? Chúng ta có thể nhẩm nhanh ra được đúng không nào? Chính bằng 60 phút. Vậy ở đây chúng ta ghi là 60 phút ạ. Tiếp theo này, 3 nhân với 5 giờ bằng bao nhiêu giờ ạ? 3 nhân 5 bằng 15. Vậy chỗ này sẽ là 15 giờ đúng không nào? Bây giờ chúng ta cùng quan sát kết quả. Các con nhận thấy điều gì không ạ? Nhớ nhá, khi quan sát kết quả chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái số đo thời gian ở hàng bé hơn đúng không nào? Đơn vị đo bé hơn đấy ạ. Tức là ở đây là hàng phút đúng không nào? Chúng ta có ở đây là 60 phút. Mà 60 phút thì có liên hệ gì đến với đơn vị là giờ không ạ? À, 60 phút chính bằng 1 giờ đúng không nào? Vậy thì từ đây cô trò mình sẽ cùng nhau gộp lại ạ. Chúng ta có nhá, nhớ cho cô này, 60 phút chính bằng 1 giờ. Vậy là đến đây chúng ta sẽ gộp lại, gộp là gộp cái gì ạ? À, gộp 1 giờ với 15 giờ. 15 thêm với 1 bằng bao nhiêu ạ? Chính là 16 đúng không nào? Vậy kết quả ở đây sẽ là 16 giờ ạ. Chúng ta cùng kết luận ạ. Vậy 5 giờ 20 phút nhân với 3 sẽ bằng 16 giờ. Và đây là kết quả của phép tính B ạ. Tiếp theo chúng ta cùng làm sang ý C nhé. Đến với ý C và ý D thì quan sát các con sẽ nhận thấy ngay đây là dạng chia số đo thời gian cho một số đúng không nào? Vậy thì tương tự như với phép nhân thì việc đầu tiên của chúng ta cũng là đi đặt tính. Hãy cùng cô đi đặt tính và tính nhé. Với ý C này, 18 giờ 25 phút chia cho 5. Chúng ta thực hiện tính như thế nào đấy ạ? À, nên tính theo thứ tự từ trái sang phải nhé. Đầu tiên này, 18 giờ chia cho 5. 18 chia 5 được mấy ạ? À, rất là dễ đúng không nào? 18 chia 5 sẽ được 3. Chúng ta viết ở đây là 3. 3 nhân 5 bằng 15. 18 trừ 15 bằng bao nhiêu ạ? À, 18 trừ 15 sẽ còn là 3. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ còn là 3 giờ ạ. Đây chính là phần dư đúng không nào? Và bên cạnh kết quả của Thương thì chúng ta cũng nhớ là ghi đơn vị thời gian rồi nhé. Ở đây là chúng ta có 3 giờ đúng không nào? Và đây là dư 3 giờ. Bây giờ để gộp sang hàng phút để chúng ta thực hiện tính tiếp thì chúng ta cần làm gì ạ? À, đổi 3 giờ ra đơn vị là phút đúng không nào? Chúng ta lại có này, 1 giờ chính bằng 60 phút. Vậy 3 giờ bằng bao nhiêu phút ạ? Chính là 60 x 3 và bằng 180 phút đúng không nào? 3 giờ bằng 180 phút. Đến đây các con hãy cùng thực hiện cộng lại cho cô ạ. 25 phút cộng với 180 phút bằng bao nhiêu phút ạ? Chính là 205 đúng không nào? Nhớ đơn vị là phút nhé. Bây giờ chúng ta thực hiện chi tiết nào. 20 chia 5 được mấy ạ? 20 chia 5 được 4 đúng không nào? Viết 4 vào đây ạ. 20 chia 5 bằng 4, chúng ta viết 4 vào. 4 x 5 20, 20 trừ 20 hết đúng không nào? Vậy chúng ta viết 0 ở đây ạ. Tiếp theo chúng ta hạ 5 xuống ạ. Hạ 5. 5 chia 5 bằng mấy ạ? 5 chia 5 bằng 1 đúng không nào? Viết 1 ạ. 1 nhân với 5 bằng 5. 5 trừ 5 bằng 0, viết 0. Vậy ở đây đơn vị là gì ạ? Chính là phút đúng không nào? Vậy là chúng ta có này, 18 giờ 25 phút chia cho 5 chính bằng 3 giờ 41 phút. Chúng ta có thể kết luận vào đây ạ. Vậy 18 giờ 25 phút
chia cho 5 9 bằng 3 giờ 40 phút, 41 phút. Rồi, bây giờ hãy cùng cô làm sang ý D nhé. Chúng ta cũng cùng đi đặt tính nào với ý D này. 9 giờ 24 phút chia cho 8. 9 giờ. Cùng thực hiện tính với cô nhé. 9 chia cho 8 được bao nhiêu ạ? Rất là dễ đúng không nào? Được 1. Vậy ở đây chúng ta sẽ đạt được 1 giờ ạ. 1 nhân với 8 bằng 8, 9 trừ 8 sẽ bằng 1. Vậy ở đây sẽ còn là dư 1 giờ đúng không nào? Vậy là bây giờ chúng ta cần làm gì ạ? Cần đổi 1 giờ ra đơn vị là phút đúng không nào? Sau đó gộp lại với hàng phút ạ. 1 giờ bằng bao nhiêu phút ạ? Bằng 60 phút. Vậy chúng ta có 1 giờ này bằng 60 phút. Tiếp theo các con cùng gộp lại với cô. 24 cộng với 60 chính bằng 84. Vậy chúng ta sẽ có là 84 phút đúng không nào? Tám mươi bốn chia cho 8, cùng thực hiện chia với cô nhé. 8 chia cho 8 được bao nhiêu ạ? À, chính bằng 1. Vậy chúng ta viết 1 ở đây ạ. Một nhân với 8 bằng bao nhiêu ạ? Chính bằng 8. Vậy thì 8 chia 8 bằng 0, biết không? Hạ 4. 4 chia cho 8 được bao nhiêu ạ? 4 có chia được 8 không ạ? À không, đúng không nào? Vậy thì bây giờ để thực hiện chi tiết thì chúng ta sẽ viết dấu phẩy vào bên phải của thương và viết thêm một chữ số 0 vào bên phải của số dư. 40 chia cho 8 sẽ bằng 5. 5 nhân với 8 bằng 40. 40 trừ 40 là hết. Đơn vị ở đây là gì ạ? Là phút đúng không nào? Nhớ nhá. Vậy là chúng ta được kết quả là gì ạ? 9 giờ 24 phút chia cho 8 chính bằng 1 giờ 1,5 phút. Rất là dễ đúng không nào? Các bạn tự kết luận lại nhé. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang tiếp sang bài tập 2 nhé. Tiếp theo cô trò mình cùng làm sang bài tập 2 nhé. Cùng xem cô đem đến cho chúng mình là gì nào. Bài 2 tính ý A, ý B. Các con cùng quan sát. Đầu tiên này, chúng ta hãy cùng dừng màn hình lại, suy nghĩ cách làm của bài tập 2. Sau đó hãy cùng thực hiện tính ra vở cho cô. Từ đó hãy so sánh với bài làm mà cô đưa ra để biết được bài làm của mình đúng hay sai nhé. Hãy cùng cô làm bài tập 2 nào. Trước tiên là ý A. Đây là một phép tính như thế nào ạ? À, có chứa dấu ngoặc đúng không nào? Vì thế chúng ta sẽ thực hiện tính trong ngoặc trước. Các con lưu ý cho cô nhé. Đầu tiên hãy cùng cô viết lại đề bài ạ. 12 giờ 15 phút cộng 8 giờ 9 phút chia cho 6. Chúng ta sẽ đi thực hiện tính trong ngoặc trước, tức là ở đây là cộng số đo thời gian đúng không nào? Khi thực hiện cộng số đo thời gian, nhớ cho cô nhé, chúng ta nên cộng theo thứ tự từ phải sang trái. Ở đây các bạn có thể đặt tính ra nháp, hoặc cô có thể hướng dẫn các bạn cách tính nhẩm ạ. Đầu tiên chúng ta cộng thì cộng cùng hàng phút với hàng phút đúng không nào? 15 phút cộng với 9 phút bằng bao nhiêu phút ạ? Chính bằng 24 phút đúng không nào? Chúng ta ghi 24 phút ở đây ạ. Tiếp theo là đến hàng giờ. 12 giờ cộng với 8 giờ bằng bao nhiêu giờ ạ? À, chính xác rồi đấy, 20 giờ đúng không nào? Vậy là chúng ta ghi 20 giờ ở đây ạ. Sau đó chúng ta thực hiện chia cho 6. Thực hiện phép tính chia cho 6, các con hãy cùng đặt tính ra nháp cho cô nhé. Còn ở đây, cô có thể hướng dẫn chúng mình cách tính nhẩm ạ. 20 chia cho 6 được mấy ạ? Được 3 đúng không nào? Vậy là ở đây chúng ta được 3 giờ. Nhưng 3
nhân với 6 bằng 18. Tức là 18 giờ đấy ạ. 20 giờ trừ 18 giờ thì còn dư ra mấy giờ? Dư ra 2 giờ. Mà 2 giờ chính bằng 120 phút. 120 phút cộng với 24 phút bằng bao nhiêu phút ạ? 144 phút đúng không nào? 144 chia cho 6 ạ. Chúng ta có thể viết nhỏ ở đây ạ. 14 chia cho 6 được mấy ạ? Được 2 đúng không nào? Chúng ta viết 2 ạ. 2 nhân với 6 bằng 12, 14 trừ 12 còn dư 2 ạ. Hạ 4 ạ. 24 chia 6 được 4 đúng không nào? 4 nhân 6 bằng 24, vậy chỗ này chúng ta sẽ được là 24 phút, và đây chính là kết quả của phép tính A đấy ạ. Có dễ không ạ? Rất là dễ đúng không nào? Với cách nhẩm mà cô hướng dẫn chúng mình thì chúng mình sẽ làm nhanh hơn rất là nhiều đấy. Tương tự như vậy, hãy cùng cô làm sang ý B nhé. Với ý B thì cô trò mình sẽ cùng làm, cũng làm tương tự như ý A thôi ạ. Bởi vì sao? Ở ý B chúng ta cũng có phép tính trong ngoặc. Vì thế chúng ta thực hiện tính trong ngoặc trước đúng không nào? Sau đó thực hiện đến phép tính nhân với 4 sau đúng không nào? Bây giờ các bạn hãy cùng cô làm ý B nhé. Trước tiên hãy cùng cô ghi lại đề bài. 3 giờ 12 phút. Một giờ trừ đi 1 giờ 20 phút. 4. Vậy là chúng ta cần đi thực hiện tính phép tính trong ngoặc trước đúng không nào? Tức là 3 giờ 12 phút trừ đi 1 giờ 20 phút. Các con nhớ nhá, chúng ta nên thực hiện tính theo thứ tự từ phải sang trái. Nhớ này, ở đây chúng ta có 3 giờ 12 phút trừ đi 1 giờ 20 phút thì chúng ta cần thực hiện trừ hàng phút trước đúng không nào? 12 với 20, chúng ta thấy điều gì ạ? 12 nhỏ hơn 20 đúng không nào? Vì thế chúng ta sẽ cần tách 3 giờ này ra thành 2 giờ cộng với 1 giờ, và 1 giờ chúng ta vứt sang bên hàng phút để cho chúng ta có số phút lớn hơn số phút ở số trừ đúng không nào? Vậy 3 giờ nó sẽ tương ứng với 2 giờ bao nhiêu ạ? 2 giờ cộng với 1 giờ đúng không nào? 1 giờ chính bằng 60 phút thì chỗ này chúng ta sẽ có là 60 cộng với 12 chính là 72. Vậy thì 3 giờ 12 phút nó sẽ tương ứng sẽ bằng là 2 giờ 72 phút đúng không nào? Vậy là chúng ta lấy 3 giờ 12 phút trừ đi 1 giờ 20 phút cũng sẽ là 2 giờ 72 phút trừ đi 1 giờ 20 phút. Cùng thực hiện trừ nhẩm cho cô nhé. 72 trừ 20 bằng bao nhiêu ạ? Rất là dễ đúng không nào? Bằng 52 phút ạ. Vậy chỗ này chúng ta sẽ có là 52 phút. Nhớ là khi thực hiện phép tính trừ, chúng ta nên thực hiện theo thứ tự từ phải sang trái. Tiếp theo đến hàng giờ ạ. 2 giờ trừ đi 1 giờ còn bao nhiêu giờ ạ? Còn 1 giờ đúng không nào? Vậy là chúng ta có 3 giờ 12 phút trừ đi 1 giờ 20 phút chính bằng 1 giờ 52 phút ạ. Tiếp theo chúng ta nhân với 4 ạ. Khi thực hiện phép tính nhân, chúng ta sẽ tính như thế nào ạ? Tính theo thứ tự từ phải sang trái đúng không nào? Tức là chúng ta sẽ lấy 4 nhân với 52 phút trước ạ. 4 nhân 2 được 8, viết 8 ạ. 4 nhân với 5, 20, viết 20. Vậy chỗ này chúng ta sẽ được là 4 nhân với 52 phút sẽ bằng 208 phút ạ. 4 nhân với 1 chính bằng 4. Vậy thì 4 nhân với 1 giờ chính bằng 4 giờ. Viết 4 giờ vào đây ạ. Các con cùng quan sát cho cô này, 208 phút nó như thế nào so với 60 phút ạ? Lớn hơn đúng không nào? Vì thế chúng ta có thể đổi 208 phút về tách ra đấy ạ. Tách ra về một số giờ nào đó cộng với một số phút nào đó đúng không nào? Tách ra bằng cách nào đây? À, chúng ta hãy lấy 208 chia cho 60 nhé. Thử chia này. 20 chia cho 6 sẽ được 3. Vậy thì 208 chia cho 60 sẽ được là 3. 3 nhân với 60 chính bằng 180. 208 trừ đi 180 sẽ còn là bao nhiêu ạ? Còn là 2
18 đúng không nào? Có dễ không ạ? Mà 28 có chia được cho 60 nữa không ạ? Không đúng không nào? Vậy tức là 208 chia cho 60 sẽ là được 3, dư 28. Hay nói cách khác, chúng ta có thể tách 208 phút chính bằng 3 giờ 28 phút đúng không nào? Vậy nó sẽ bằng ạ. Mà chúng ta khi tách ra được là nó bằng 3 giờ 28 phút rồi thì chúng ta sẽ gộp. Nhớ nhá. Chúng ta gộp vào với 4 giờ, 3 giờ với 4 giờ đúng không nào? Ghi chỗ này đã, 208 phút chính bằng 3 giờ 28 phút. Bây giờ chúng ta gộp 3 giờ và 4 giờ thì thành mấy giờ ạ? 7 giờ đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ có nó bằng 7 giờ. À, hàng phút thì sẽ còn là bao nhiêu ạ? Còn là 28 phút đúng không nào? 7 giờ 28 phút. Và đây chính là kết quả của ý B ạ. Rất là dễ đúng không nào? Bây giờ hãy cùng cô làm tiếp đến bài tập 3 nhé. Cùng đọc với cô nào. Trung bình một người thợ làm xong một sản phẩm hết 1 giờ 15 phút. Lần thứ nhất, người đó làm được 6 sản phẩm. Lần thứ hai, người đó làm được 9 sản phẩm. Hỏi cả hai lần, người đó phải làm trong bao nhiêu thời gian? Các con đã nắm rõ được yêu cầu của bài toán chưa? Đầu tiên này, hãy cùng cô đi phân tích bài toán nhé. Bài toán đã cho chúng ta biết gì nhỉ? À, bài toán đã cho chúng ta biết này, trung bình một người thợ làm xong một sản phẩm thì hết là 1 giờ 15 phút đúng không nào? Mà chúng ta biết lần thứ nhất người đó làm được 6 sản phẩm ạ. Và lần thứ hai thì người đó làm được 9 sản phẩm đúng không nào? Và đề bài yêu cầu chúng ta cái gì ạ? Đề bài yêu cầu chúng ta tính xem cả hai lần người đó phải làm hết, phải làm trong bao nhiêu thời gian ạ? Đến đây các con đã nắm rõ những chi tiết mà bài toán cho chúng ta chưa ạ? Chắc hẳn là các bạn đã nắm rõ rồi đúng không nào? Đầu tiên này, bây giờ nhá, các con hãy cùng dừng màn hình lại. Chúng ta cùng suy nghĩ về bài toán này, sau đó đưa ra hướng giải và giải bài toán ra vở cho cô. Từ đấy, hãy cùng xem bài giải mà cô đưa ra để biết được bài giải của mình đúng hay sai nhé. Hãy cùng cô đi giải nào. Đầu tiên, để chúng ta tính được cả hai lần người đó phải làm trong bao nhiêu thời gian thì chúng ta cần đi tính cái gì trước ạ? À, chúng ta cần tính xem trong hai lần đấy người ta đã làm được bao nhiêu sản phẩm đúng không nào? Vì sao ạ? À, vì chúng ta đã biết thời gian làm một sản phẩm chính là 1 giờ 15 phút rồi. Vậy nếu tính được số sản phẩm cả hai lần làm được thì chúng ta sẽ tính được thời gian mà cả hai lần người đó làm là bao nhiêu đúng không nào? Cụ thể, cả hai lần người đó làm được bao nhiêu sản phẩm ạ? Dùng phép tính gì ạ? Phép tính cộng đúng không nào? Chúng ta đã biết lần thứ nhất người đó làm được 6 sản phẩm, lần thứ hai là 9 sản phẩm. Vậy thì cả hai lần người đó sẽ làm được là 6 cộng với 9 bằng bao nhiêu ạ? Bằng 15 sản phẩm đúng không nào? Đơn vị đây là sản phẩm ạ. Vậy là chúng ta đã tính được số sản phẩm cả hai lần là được rồi. Bây giờ chúng ta cùng đi tính thời gian làm trong cả hai lần nhé. Chúng ta biết này, một sản phẩm làm trong bao nhiêu giờ ạ? 1 giờ 15 phút đúng không nào? Vậy thì 15 sản phẩm sẽ làm trong bao nhiêu giờ? Thì chúng ta thực hiện phép tính gì ạ? À, rất là chính xác. Chắc chắn là phép tính nhân rồi đúng không nào? Chúng ta chỉ cần lấy 15 nhân với 1 giờ 15 phút là sẽ ra thời gian mà làm được 15 sản phẩm ạ. Vậy là chúng ta có câu trả lời như sau ạ. Thời gian cả hai lần người đó làm là, ở đây chúng ta có 15 nhân với 1 giờ
Ở đây chúng ta có thể lấy 15 nhân với 1 giờ 15 phút, nhưng tuy nhiên chúng ta cũng có thể lấy là 1 giờ 15 phút nhân với 15 nhé. 1 giờ 15 phút. Chúng ta lấy thời gian làm hết một sản phẩm ấy ạ, nhân với số sản phẩm tức là 15 thì sẽ ra được thời gian làm số sản phẩm đó, đúng không nào? Đến đây các bạn thực hiện tính nhân cho cô ạ. Cùng đặt tính với cô nhé. 1 giờ 15 phút nhân 15. Ở đây con số hơi to, vì thế cô sẽ đặt tính chứ không tính nháp nữa. Chúng ta cùng tính nào. 5 x 5 bằng 25, viết 5 nhớ 2 ạ. 5 x 1 bằng 5 thêm 2 là 7 ạ. 1 x 5 bằng bao nhiêu ạ? 1 x 5 bằng 5, viết 5 ạ. 1 x 1 bằng 1, viết 1 ạ. Hạ 5. 7 cộng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1 ạ. 1 thêm 1 là 2. Vậy là chúng ta sẽ được là 15 nhân với 15 phút sẽ bằng 225 phút, đúng không nào? 225 phút ạ. 15 nhân với 1 giờ sẽ bằng bao nhiêu ạ? 15 giờ, đúng không nào? Vấn đề ở đây chúng ta lại nhìn thấy này, 225 phút nó lớn hơn 60 phút. Vì thế hãy cùng cô thực hiện lấy 225 chia cho 60 để biết được chúng ta có thể tách 225 phút sẽ bằng bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút, đúng không nào? 225 chia 60 ạ. Được bao nhiêu ạ? Được 3, đúng không nào? 3 nhân với 60 chính bằng bao nhiêu ạ? Bằng 180, đúng không nào? 225 trừ đi 180 sẽ bằng bao nhiêu ạ? 45 ạ. Vậy là chúng ta còn dư là 45. Tức là 225 phút sẽ bằng 3 giờ 45 phút ạ. Cái này nó sẽ bằng 225 phút sẽ bằng 3 giờ 45 phút ạ. Đến đây chúng ta sẽ gộp ạ. Gộp cái 3 giờ này vào với 15 giờ sẽ thành bao nhiêu giờ ạ? 15 cộng 13 sẽ bằng 18 giờ. Và số phút ở đây sẽ là 45 phút, đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ được là 18 giờ 45 phút ạ. Kết quả ở đây chính là 18 giờ 45 phút. Cuối cùng là gì ạ? Chúng ta chỉ cần đáp số thôi, đúng không nào? Về phần đáp số thì các con có thể tự ghi vào cho cô nhé. Và đây chính là bài giải của bài toán 3. Và bài toán 3 cũng chính là bài toán cuối cùng trong bài giảng ngày hôm nay của chúng ta rồi đấy. Để vận dụng tốt các kiến thức mà chúng ta đã được ôn tập luyện trong bài học ngày hôm nay thì các con nhớ làm thêm bài tập trong sách giáo khoa cũng như sách bài tập nhé. Bây giờ, cô trò mình cùng chào tạm biệt nhau nào. Bye bye! Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.